Hello everybody. Well, it's spring. Today is the first day of spring, right? So the first day of spring, you're able to balance the eggs standing. See, dry the, okay, dry the, balance the eggs standing, okay? So that spring coming own way. You can burn the edge standing when the spring come in. So today the first day of spring. So I try this one. See? You're able to balance them. Some people would have a skill so they can stand the edge for my home window. But I think it's be patient a little bit so. You can balance the edge. So I try one, okay? There. I'll try the second one. Up. See, you can do it yourself. Thân chào các bạn. Hôm nay là cái ngày đầu xuân. Cái ngày đầu xuân của bên Canada này. Thì các bạn có thể là để quả trứng đứng. Quả trứng nó đứng được các bạn. Mình cần phải là có thể là để cho nó đứng được. Có những người ta làm người ta để cái hàng vui lắm các bạn. Cho nên mình đây là cái ngày đầu xuân của thì nó gây cái giao thoa của cái từ trường á, của điểm bắc cực hoặc điểm nam cực đó, không bạn thấy không, mình có thể là làm được cái trứng nó đứng đó. Thì chỉ có cái ngày cái đầu xuân thôi, với Việt Nam mình có làm được không mình không biết được. Đây là mình làm đầu tiên này, mình đầu mình làm để cho cái trứng đứng trong ngày đầu xuân. Thì ở bên đây á, cái ngày đầu xuân á, nó thay đổi hàng năm, chứ không phải đúng cái ngày đó nó mới thay đổi, nó mới đúng là cái ngày đầu xuân. Thì có thể là cái ngày 30 tháng 3 tây lịch á, hoặc là 29 tháng 3 tây lịch, hoặc là 21 tháng 3 tây lịch, có thể là 22 đó. Thế là năm 2024 thì nó khác, mà năm 2022 là khác. Đó, thì nó là như vậy đó, thì ở đây là như vậy đó các bạn. Bây giờ mình thử để cho nó đứng thử, cần cái sự kiên nhẫn. Và thế sẽ I think it's a good extending. So I think it's something that's luck coming to me in. Very good. That's the way the... Thì cái dọc, cái từ trường đó các bạn, cái từ trường của cái đất mình đó, nó suy chuyển. Từ trường này là này bắc cực, phía đó có nam cực. Thì cái từ trường này chạy vòng, nó xoay vòng quanh như vậy nè, nó phát tán ra, thì tạo ra một cái năng lượng. Thì đôi lúc có những cái thiên thạch đó, nó không có thể va chạm vào trong trái đất được, tại vì cái từ trường của mình nó mạnh, đó, trái đất nè, từ trường của trái đất, đó thì là như vậy đó. Khoa học nó chứng minh, thì mình làm của mình cũng làm được rồi này các bạn, không? Đôi lúc trong cái bàn mình tỉnh dơ quá, người ta lau sạch bàn, người ta để lên là không còn bám những cái chất này nọ, mình có thể để cho đứng được. Tay mình rung thì mình phải làm luôn. Này cần phải có sự kiên nhẫn và sự là
làm cho tâm của mình nó không có bị động, đó là một cách để cho mình tập cho cái tâm của mình. Nó như yoga vậy đó, nhưng mà cái này mình tập cái trứng trong cái ngày đầu của mùa xuân. Đó là các bạn.